Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tony Phùng. Và cái tiêu đề video mình đã thể hiện rất rõ cái quan điểm của mình rồi đấy. Mình không thể tin nổi là Apple có thể làm được điều này tại Việt Nam. Kinh khủng lắm các bạn ạ. Trước khi đi vào cái chi tiết chính, cái nội dung mình muốn truyền tải thì mình sẽ muốn đưa đến hai thông tin. Thứ nhất, đó là vào quý 4 năm 2020 thì trên bảng xếp hạng được công bố bởi Canalys thì top những thương hiệu smartphone lớn nhất tại Việt Nam, có thể nói là sức bán lớn nhất tại Việt Nam ạ, thì Apple đứng thứ tư, chỉ đứng sau Samsung, Oppo và Vivo mà thôi. Nó sẽ đứng trên Vsmart. Và quan trọng là cái mức độ tăng trưởng nó lên tới 197%. Các bạn không nghe nhầm đâu, gần 200% mức độ tăng trưởng, cho thấy một điều là iPhone ở Việt Nam, hàng chính hãng, lưu ý nhá, đây là hàng chính hãng, được đón nhận rất nhiều. Mức giá nó cao hơn rất nhiều thứ, rất nhiều vấn đề, nhiều người vẫn cứ chửi, nhưng nó vẫn bán được là cực kỳ nhiều. Đấy là cái điều quan trọng. Nhưng đó là câu chuyện của năm 2020. Còn quay sang đến năm 2021 này thì các bạn cũng đều hiểu là trước Tết thì rất nhiều những đơn vị sẽ sale, kích cầu mua sắm, giảm giá sản phẩm để mà thu hút người dùng mua sắm những chiếc điện thoại mới. Thì ghi nhận tại hệ thống 7S thì các bạn cũng biết là 7S chạy cái chương trình sale Tết của họ trong một khoảng thời gian khá là dài, tháng 1 rồi đến đầu tháng 2 các thứ. Thì top 5 smartphone bán chạy nhất tại hệ thống này: iPhone 12 Pro Max 128GB và 256GB là hai chiếc điện thoại bán chạy nhất. Kinh khủng không? Ba chiếc điện thoại còn lại là Oppo Reno 5, Redmi 9A và Vsmart Joy 4. Ba chiếc điện thoại giá rẻ đứng sau hai chiếc điện thoại có mức giá cực kỳ cao. Vậy tại sao Apple có thể làm được điều này tại Việt Nam? Tại sao Apple lại thu hút được người dùng nhiều như thế, kinh khủng như thế? Thì anh em mình giải thích một cách kỹ hơn trong video ngày hôm nay nhé. Let's go! Thì quay trở lại vấn đề, đấy là Apple bán ra đúng thời điểm. Nói cho đúng ra thì Apple năm nay khi bán hàng chính hãng thì nó cũng đã bán sớm hơn so sánh với những thế hệ trước đây. Nếu như các bạn hàng còn nhớ thì hàng chính hãng Việt Nam luôn luôn sẽ bán sau những thị trường khác lên tới khoảng hơn 1 tháng, thậm chí có những thời điểm lên tới khoảng gần 2 tháng. Và như thế thì người dùng sẽ khó mà chờ đợi, sẽ tìm đến những sản phẩm khác. Nhưng mà năm nay thì Apple đã bán ra một cách sớm hơn và người dùng có thể tiếp cận với những chiếc điện thoại chính hãng một cách tốt hơn, dễ dàng hơn. Kéo theo một thứ khác, đó là năm nay thì Apple iPhone xách tay, không được dồi dào về nguồn hàng giống như là hàng chính hãng, và cái sự chênh lệch về mức giá nó cũng không còn được quá nhiều giống như là những năm trước đây. Thế nên là người dùng vẫn chọn một cái niềm tin vào hàng chính hãng để chúng ta có một chế độ bảo hành tốt hơn, xịn sò hơn, và hàng VNCA chất lượng nói chung là cũng khiến cho mọi người yên tâm hơn. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà tại 7S sức bán những chiếc iPhone mới kinh khủng như vậy, và hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam, Apple iPhone á, VNCA nó đã có một mức tăng trưởng nhiều như thế so sánh với những năm trước đây. Thì đó chỉ là những yếu tố nhỏ ảnh hưởng đến mà thôi. Cái quan trọng là người dùng vẫn cứ tìm đến với iPhone, người ta vẫn mua iPhone và người ta vẫn dùng iPhone hàng ngày. Đấy mới là cái điều có thể nói là cái quan trọng nhất. Thế thì tại sao người ta lại chọn iPhone thay vì có rất nhiều sản phẩm khác, cũng đâu phải là tệ đâu. Nếu không muốn nói là kỳ vùng địch thủ đấy là Samsung cũng không phải là dạng vừa. Thì nó đến từ vấn đề Apple ngày càng không có đối thủ tại Việt Nam. Nếu như bạn ý thì ở cái tầm giá khoảng hơn 30 triệu, có duy nhất một sản phẩm, đấy là Samsung Galaxy S21 Ultra, cũng có thể nói là ra mắt trước Tết. Ultra 5G ấy, S21 Ultra 5G, làm gì có bản LTE nữa đâu, thế nên là mình gọi tắt. Ok, đấy. Thì sau khi chế quà tặng đi, S21 Ultra còn giá khoảng bao nhiêu? 20 mấy triệu. Tức là rẻ hơn khá nhiều so sánh với iPhone 12 Pro Max. Vậy, nó đâu còn có trung mâm nữa đâu. Và khi mà chúng ta không có trung mâm như thế rồi thì khi mà người ta muốn có một cái điện thoại để mà thật xịn, thật đẹp, để mà khoe, để mà thế này thế kia, để mà thể hiện này kia, thì người ta sẽ vẫn có xu hướng tìm đến với những chiếc iPhone. Thế nên nó cứ đứng một mình một cõi, và những người có tiền thì người ta vẫn sẽ mua iPhone mà thôi. Nhưng không thể phủ nhận một điều khác, đó là iPhone năm nay đã có sự khác biệt. Nếu như các bạn hẳn còn nhớ thì với những thế hệ iPhone mà nó có một sự thay đổi gì đó về mặt thiết kế thì kiểu gì nó cũng sẽ là bán rất là chạy. Nếu như là trước đây, ví dụ như từ iPhone 6S lên iPhone 7 Plus chẳng hạn, bán chạy. Ví dụ như là từ iPhone 7 Plus lên tới iPhone 10 chẳng hạn, bán rất chạy. Hay là từ iPhone 10 lên đến iPhone 11 chẳng hạn, iPhone 11 Pro Max các thứ, từ 2 cam lên tới 3 cam nó cũng bán rất là chạy. Đó, thì năm nay với một cái kiểu thiết kế mới, đó là từ khung tròn sang khung vuông, lại kết hợp với một cái kích thước màn hình lớn hơn hẳn hoàn toàn, thì nó cũng sẽ giúp cho người dùng cảm thấy tự tin hơn rất là nhiều.
và nó có một cái điểm gì đấy để mà nhận diện thương hiệu. Hay là đây này, một cái điểm nhỏ, rất là nhỏ thôi, đấy là cái cảm biến LiDAR này, cũng là một cái dấu ấn khác biệt. Thế nên người ta vẫn sẽ lựa chọn những chiếc iPhone mới kiểu như thế. Thực ra là mình cũng không rõ là người ta mua vì cái gì đâu, nhưng mình nghĩ phần lớn là mua vì khoe. Nhưng kệ thôi, người ta có tiền thì người ta tiêu tiền theo cách của người ta. Và những người đó thì thậm chí là rất rất nhiều tại Việt Nam. Đấy mới là cái điều quan trọng nhất. Và không thể phủ nhận được một cái yếu tố cuối cùng nữa, các bạn biết là gì không? Đó là không có nhiều chiếc điện thoại làm tốt được về cái trải nghiệm người dùng giống như chiếc điện thoại này. Thực ra thì cũng có đấy, nhưng những chiếc điện thoại đấy hầu như không được bán chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và nếu như không muốn nói là bán chính hãng thì cũng hơi bị muộn. Ví dụ như là Huawei cũng có những chiếc điện thoại rất là tốt, như là Huawei Mate 40, Mate 40 Pro, Pro Plus, dùng rất là sướng, nhưng đâu có hàng chính hãng tại thị trường Việt Nam. Rồi Samsung thì dùng cũng ngon đấy. Thế nhưng các bạn không hiểu là với cái rào cản là chip Exynos thì rất nhiều người vẫn còn e dè. Tuy rằng là Exynos năm nay đã ngon hơn rất là nhiều, nhưng cái vấn đề là tâm lý của người tiêu dùng, tâm lý của khách hàng thì người ta vẫn không thực sự cảm thấy tự tin và yên tâm. Thế nên họ sẽ vẫn tìm đến một giải pháp an toàn hơn. Và không một chiếc điện thoại nào khiến cho người dùng cảm thấy an toàn và yên tâm giống như là Apple iPhone cả. Thế nên người ta vẫn mua iPhone. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại các bạn ạ. iPhone dùng vẫn cứ phải gọi là sướng thật. Pin trâu, màn hình đẹp, camera ngon, quay phim rất tốt. Đó, như thế mình nghĩ là quá đủ để mà người ta lựa chọn iPhone rồi các bạn ạ. Đó. Và có lẽ là không một cái thông tin gì, không một cái review gì và cũng không một cái đánh giá nào có thể chính xác và rõ ràng bằng cái vấn đề đó là số bán nói lên tất cả. Và thực sự là lần này Apple iPhone, cụ thể hơn nhé, đây là iPhone 12 Pro Max, đã khiến mình thực sự là quá bất ngờ. Tại vì với một mức giá cao như thế, tại Sellnet khoảng tầm 30 triệu cho phiên bản 128GB, 256GB và đắt thêm vài triệu nữa, mà nó vẫn có một cái sức bán kinh khủng cho dịp Tết vừa rồi, thì rõ ràng sức hút của Apple vẫn luôn luôn là cực kỳ ghê gớm tại thị trường Việt Nam. Và các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Các bạn nghĩ sao về việc Apple đã chiếm được lòng tin của người dùng Việt Nam, và những chiếc Apple iPhone, cụ thể hơn ở đây là 12 Pro Max, thực sự rất tốt, thế nên người ta vẫn lựa chọn? Hãy chia sẻ ý kiến ở comment phía bên dưới nhé. Mình là một người dùng iPhone và mình hiện tại vẫn đang cảm thấy rất hài lòng với nó. Còn bạn, nếu đang dùng, có thấy hài lòng hay không? Comment luôn nhé. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video đến giờ phút này. Check giá tại Sellnet cho hành trình hãng bên được xảy ra để có mức giá tốt nhất. Còn video này của mình xin được dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!